mình mua con gà rồi thì chờ nó lói ra thôi. Chưa rồi, chưa còn nào. Ăn xong rồi, chưa xong rồi. Hả? Còn rau nữa. Có miếng tương rồi đấy. Tương tí nữa lại chưa lói. Mà tương đâu rồi? Tương này kia có kìa. Bia mình luôn bia. Nè, bia. Bia có cà uống cái gì được. Ok thì con gà 79.000 thì ngầu mình xin lại thì kia mình ngồi. Ngồi đà. Thôi, ba mọi người. Đây là cái phần gà 79.000. 79.000 đó. Đấy. Thì nó có đưa tương ớt cho mình nè, với lại gì nữa? Muối.